Trong xây dựng nông thôn mới, thu nhập luôn là tiêu chí khó đối với nhiều địa phương, đặc biệt là ở những địa bàn vùng cao, vùng xa đặc biệt khó khăn. Đơn cử như tại huyện vùng cao Simacai, để nâng cao thu nhập cho người dân, các địa phương đã chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP và phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp. Với sự hỗ trợ của nhà nước, nhất là nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cùng với đẩy mạnh sản xuất, năm 2023 vừa qua, xã Bản Mế xây dựng được hai sản phẩm OCOP là chuối hột rừng và cuống lá quế, mang lại thu nhập tốt cho nhiều hộ dân. Trước đây thì một cân chuối hột sấy khô thì nó chỉ rơi vào tầm 30 đến 40 một cân. Hiện tại thì có doanh nghiệp vào cuộc thì bây giờ chuối hột sấy khô thì nó rơi vào tầm 50 đến 60 một cân. Hiện nay thì đã có trên hơn 100 ha quế rồi. Thì trong đó là riêng năm nay thì chỉ có trên 20 người tham gia thôi, nhưng mà trong thời gian tới thì cũng phải trên khoảng 50 hộ. Đối với chuối hột thì cũng sẽ nhân rộng trên 5 thôn để tăng cái diện tích chuối hột lên để làm để có cái sản phẩm cốt này. Cùng với tận dụng khai thác lợi thế phát triển sản xuất chăn nuôi, một số địa phương cũng chú trọng đến những ngành nghề phi nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường vận động bà con đi làm thuê ở các khu công nghiệp. Ngoài ra thì trên địa bàn xã thì cũng có các cái tổ đội may mặc, hiện tại cũng đang có thành lập được một tổ đội may mặc thì cũng đang thu hút, đặc biệt là cái dịp Tết, cái lượng sản phẩm may thêu thì cũng rất là nhiều, thì cũng đã mang lại được cái nguồn thu nhập cũng như là tạo công ăn việc làm được cho bà con trên địa bàn xã Sán Trải. Để nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện cũng chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất cây ăn quả ôn đới, chú trọng thâm canh tăng vụ, nhất là trồng rau trái vụ. Với trên 60 ha rau trái vụ, năm 2023, nông dân Simacai thu về từ 6 đến 9 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng hè. Với những giải pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế, hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân Simacai đạt 35,28 triệu đồng một năm. Tuy nhiên, để đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo và thu nhập trong xây dựng nông thôn mới đang là thách thức lớn với nhiều địa phương. Có một số cái tiêu chí thì hiện tại là không duy trì được, là khó, ví dụ như là tiêu chí hộ nghèo và tiêu chí thu nhập. Hầu như các xã đều không duy trì được hai cái tiêu chí này. Hiện Simacai vẫn còn 3.246 hộ nghèo, chiếm 40,74%, và trên 1.700 hộ cận nghèo, chiếm 21,38%. Do vậy, mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo trong năm 2024 của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi những giải pháp căn cơ.